bóng đá châu Á khởi đầu quá ấn tượng ở Olympic, Nhật Bản và Iraq thắng lớn. Các đội tuyển châu Á khởi đầu rất tốt tại Olympic Paris khi Nhật Bản, Iraq đều thắng, còn Uzbekistan cũng có trận đấu kiên cường trước Tây Ban Nha. Trong lịch sử các kỳ Olympic, thành tích tốt nhất của bóng đá châu Á là tấm huy chương đồng của Hàn Quốc 2012 và Nhật Bản 1968. Trong khi các đại diện châu Âu, châu Mỹ và châu Phi từng vô địch hoặc tối thiểu lọt tới chung kết, bóng đá châu Á lại có kết quả lép vế, dù những thế lực như Hàn Quốc, Nhật Bản thường tiến sâu. Tuy nhiên ở Olympic Paris 2024, các đội châu Á không cam phận lót đường. Ở lượt trận đầu tiên, Nhật Bản, Iraq đều khởi đầu bằng chiến thắng, trong khi Uzbekistan có trận đấu đáng xem trước Tây Ban Nha. Olympic Nhật Bản vượt qua Olympic Paraguay với tỷ số ấn tượng 5-0 nhờ các pha lập công của Sun Sukmito, Shota Fujio cùng lập cú đúp và Yamamoto Rito. Đội tuyển trẻ có biệt danh Samurai áo xanh đã thổi bay Paraguay nhờ lối đá khoa học, nhuần nhuyễn và chính xác cao độ. Dù chỉ dẫn 1-0 trong hiệp 1, nhưng Nhật Bản đã tận dụng tốt ưu thế hơn người nhằm trút mưa bàn thắng vào lưới đối thủ. Đáng chú ý, Nhật Bản chỉ mang đến Olympic Paris đội hình thuần túy U23, không có cầu thủ quá tuổi. Trong đó phần lớn cầu thủ đang chơi ở trong nước hoặc cho những đội bóng hạng 2 tại châu Âu. Đội tuyển Olympic Nhật Bản đã triệu tập một số gương mặt, trong đó có Wataru Endo nhưng không được Liverpool đồng ý nhả quân. Dù vậy, đội bóng xứ mặt trời mọc vẫn chơi lấn lướt Paraguay được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm, cho thấy thực lực bóng đá trẻ Nhật Bản rất dồi dào. Tại Olympic Tokyo, Nhật Bản cũng từng thổi bay cả Pháp, Mexico, New Zealand, Nam Phi, trước khi thua Tây Ban Nha với nòng cốt đội hình dự Euro của Tây Ban Nha. Với sức mạnh ở các giải trẻ cùng bản lĩnh nâng tầm, Nhật Bản là ứng viên vô địch nặng ký ở giải đấu năm nay. Một đại diện châu Á khác cũng thắng trong ngày ra quân, đó là Iraq. Với nòng cốt đội hình từng thắng U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á, Olympic Iraq đã ngược dòng hạ Ukraine với tỷ số 2-1. Ba điểm quan trọng giúp Iraq tự tin đua tranh ở bảng đấu cực khó, với sự hiện diện của Argentina, Maroc và Ukraine. Nếu tiếp tục thắng Maroc ở trận tới, Iraq nhiều khả năng đoạt tấm vé lịch sử để góp mặt tại tứ kết Olympic Paris. Đội châu Á duy nhất thua ở trận mở màn là Olympic Uzbekistan. Tuy nhiên, đại diện Trung Á đã chơi rất hay trước Olympic Tây Ban Nha. Uzbekistan thủng lưới sau pha ghi bàn của Mark Pubil, nhưng đã gỡ hòa 1-1 nhờ công Eldor Somudo, viện binh quá tuổi khoác áo AS Roma tại Serie A, Ý. Trong hiệp 2, Uzbekistan chống trả kiên cường, chỉ chấp nhận thua đương kim Á quân Olympic sau bàn thắng của Sergio Gomez. Đối đầu nền bóng đá vừa vô địch Euro như Tây Ban Nha, Uzbekistan đã có màn trình diễn đáng tự hào. Cơ hội vào tứ kết của Uzbekistan vẫn rộng mở khi đại diện Trung Á sẽ đối đầu hai đội vừa sức gồm Cộng hòa Dominica và Ai Cập trong hai trận còn lại. Ở Olympic Tokyo, bóng đá châu Á từng có Nhật Bản và Hàn Quốc vào tứ kết, Úc bị loại ở vòng bảng. Lần này, con số có thể là 3 đội,